quang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vãng sanh phương Tây. Người về từ phong ba, chùa Hoằng Pháp nguy nga, một ngày chư phiền não, Nam Mô A Di Đà. Con vượt thoát nghiệp dày, mở vòng tay nhân ái kiến bạn xin từ đây. Hôm nay tu một ngày, cuộc đời bóng đôi thay, một ngày vui biết mấy, hương lòng ngào ngạt bay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch
trên. Ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm Kỷ Sửu, cũng là cái ngày họ bác quan trang tại đạo tràng từ sư Lục Phú. Thì là đầu tiên thầy sư về đây thăm viếng đạo tràng cũng rất lâu rồi mới về, cũng mà chúc sức khỏe để chúc sức khỏe thăm viếng sức khỏe cho ni sư trụ trì được mạnh khỏe đầy đủ tâm lực sức lực để dìu dắt Phật tử trên bước đường tu học giải thoát, đồng thời cũng có lời chúc lành toàn thể đạo tràng chúng ta hôm nay, các Phật tử thân tâm thường được an lạc tu hành tinh tấn, mau bước lên con đường giải thoát như là Phật. Thì cũng như sư đã nói, dường như là vắng mặt ở đạo tràng tỉnh Thái Hồng Phố cũng mấy tháng rồi, 4 tháng 6 tháng vậy rồi, 7 tới giờ là 4 tháng, 2 kỳ giảng thì không có mặt. Vì vậy thì hôm nay sư về đây, sư sẽ nói về Phật tử với một chuyên đề, chuyên đề là chánh kiến với người tu tịnh độ. Nếu mà nói chúng ta nói cái đầy đủ chánh kiến thì nó nằm trong bát chánh đạo. Chánh kiến là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Thông thường thì các giảng sư sẽ giảng cho các Phật tử về bát chánh đạo một cách là khái quát chung chung về kinh thôi. Còn hôm nay sư rút tỉa một phần, một cái di động của bát chánh đạo là chánh kiến, để ngang qua đến pháp môn tịnh độ với người niệm Phật như thế nào. Mong quý Phật tử chúng ta hãy lắng nghe như là Phật. Vậy nếu nói đến chánh kiến thì hầu hết là các Phật tử ai cũng biết chánh kiến là gì, và chánh kiến nằm trong cái phần gọi là bát chánh đạo. Như sư vừa là vừa nói qua là chánh kiến là cái chi đầu tiên. Chánh kiến là chánh tư duy, mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà chánh kiến được đưa lên đầu tiên trong bát chánh đạo, nó là một chi hết sức là quan trọng trong bát chánh đạo. Vậy chánh kiến là gì? Thường chúng ta sẽ hiểu một cách nôm na, chánh kiến, chánh là chân chánh, kiến là một sự thấy biết, tức là thấy biết một cách chân chánh gọi là chánh kiến. Nếu chúng ta định nghĩa một cách hết sức là mộc mạc, hết sức là bình dị, hết sức là gọn đơn giản vậy thì chúng ta sẽ không lột hết được ý nghĩa của chánh kiến như thế nào. Vì vậy chánh kiến thì chúng ta phải theo một cái quy trình tu tập chúng ta nhận định được cái chánh kiến. Vì vậy chánh kiến chúng ta có thể nói một cách rõ nét hơn, một cách gần gũi hơn, một cách xác thực hơn là không phải trên một cái định nghĩa danh từ chánh kiến là một sự thấy biết chân chánh đơn giản quá, mà chúng ta sẽ hiểu rằng chánh kiến là một cái nhận định, là một cái sự hiểu biết từ nó tuệ nhãn, từ nó trí tuệ của mỗi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta tu Phật chúng ta phải có một trí tuệ, có một chánh kiến để nhìn sự vật, mọi sự vật sự việc với một cái tánh giác ngộ, tánh giác ở trong đó. Có nghĩa là cái chánh kiến của chúng ta nhìn, chánh kiến là gì? Chánh kiến là chúng ta nhìn vào một sự việc mà chúng ta không bị sự việc trong cuộc đời này nó làm cho chúng ta mê hoặc, làm chúng ta bị lôi cuốn, bị trói buộc, bị khổ đau, bị giam giữ, tức là chánh kiến. Thế nên nếu mà định nghĩa như vậy thì quý Phật tử rất dễ hiểu. Nó không phải chánh kiến là một sự hiểu biết chân chánh. Như vậy thì các Phật tử sẽ mơ hồ rằng như vậy là cái gì chúng ta sẽ hiểu biết chân chánh đây? Ở đây là quý sư sẽ nói một cách quạch tẹt ra, một cách trắng ra, đó là gì?
Khi nào chúng ta là người đệ tử Phật á, mà khi chúng ta nhìn mọi sự mọi vật với một cái sự không bị dính mắc, không bị ràng buộc, không bị trói buộc, không bị khổ đau, mà chúng ta có thể là an nhiên, mà chúng ta tự tại sống trong cuộc đời này, tức là chúng ta có chánh kiến. Đơn giản vậy thôi. Như vậy thì khi mắt thấy tai nghe sự vật nào đó mà quý Phật tử sẽ buông xả được, tức là chúng ta có chánh kiến. Hồi sáng giờ không biết quý Phật tử tu đây chúng ta có chánh kiến không? Có ai khởi lên tâm phiền não nào chưa? Hả? Biết chánh kiến hay chánh ra không? Phải không? Nếu mà khi chúng ta ngồi cái chỗ của chúng ta đang ngồi tu đây, mà chúng ta sẽ khi mà chúng ta ngồi chỗ của mình á, mình để cái áo hay cái túi gì lên cái chỗ của mình ngồi á, mà ai á, lại dành cái chỗ mình ngồi, cái mình phiền não mà nó chỗ của tôi đó, mà bà nhỉ vô bà ngồi được như vậy á, mất chánh kiến tuột. Phải không? Nó động niệm là nó phiền muộn rồi. Như vậy thì cái người ta nói nghe bị nói người ta cũng quê. Còn mình khởi niệm bực bội lên thì mình cũng mất chánh kiến. Phải không? Như vậy là đừng có tưởng rằng á là đừng có tưởng đâu nè, chúng ta trong phạm vi là trong cái đạo tràng này ta tu mà chúng ta có chánh kiến đâu, chưa hẳn à. Nhiều khi chúng ta không đề cao cái chánh kiến lên á, đề khởi chánh kiến lên thì chúng ta vẫn bị mê mờ trong cái sự tu hàng ngày. Trong ngày nay nó nổi cái chỗ ngồi không là dễ bị lắm, phải không? Có vụ này không? Có không? Nghe ha, chắc có lẽ bị riết rồi thì cũng hơi ngán, tức là chỗ của ai nấy ngồi, phải không? Nó mình xẹt lên biết là có chuyện thôi, thành ra trong phạm vi Phật tử có nhiều để biết hết trơn rồi, thành ra cũng không dám xẹt, nó xẹt sai chỗ, nó mà xẹt sai chỗ là có chuyện liền. Nhất là Phật tử nào mà mới đi đó ha, không biết chỗ người ta ngồi lại ngồi là tới có chuyện liền. Thành ra như vậy thì không phải mình sử dụng chánh kiến ở trong phạm vi trong cuộc đời, trong ngoài đời, mà đôi khi á, chúng ta phải sử dụng chánh kiến trong phạm vi chúng ta đang ngồi tu tại đây. Làm sao mà chúng ta sẽ được, làm sao mà trong mà một ngày tu tập này mà chúng ta sử dụng chánh kiến một cách an lạc. Như vậy đang ngồi tu ở đây thì có chánh kiến, nhưng mà bước ra khỏi chỗ tu á, mà xì xào ha, thị phi, mất chánh kiến. Mất không? Chúng ta một ngày tu là chúng ta sao? Ta tập trung làm sao mà cho một có một cái sự thanh tịnh, một sự an lạc trong nội tâm nội tại của mình. Đằng này á, thì giờ nghe pháp thì chánh kiến, giờ niệm Phật chánh kiến, giờ tụng kinh có chánh kiến, giờ ăn cơm thì đôi khi có khi không, cơm nói chuyện là mất chánh kiến rồi. Nó như vậy đến khi ra khỏi ra cái chỗ mà chỗ ăn chỗ tu đó ha, mà ra giải lao một tí á, rồi bắt đầu nó y xèo lên liền đó, xí xô xí xào liền, mất chánh kiến. Mà nói qua nó lại không khéo hơi thành phiền não. Mình người này không phiền não thì người khác cũng phải sẽ phiền não. Như vậy là mình không làm phiền não cho mình, nhưng mình làm phiền não cho người. Tại người ta muốn yên lặng, ta muốn cho nó nhẹ nhàng, mà mình nói chuyện y xèo quá người ta, người ta đâu có hoan hỷ. Phải không? Nó những Phật tử mà ta thích nó là lặng lẽ, mà thích im lặng á, mà nghe mình nói chuyện ngoài ta nghĩ không được, ta tịnh tâm không được, ta cũng phiền á. Thành như vậy là cái chánh kiến là chúng ta quên đi cái phần chánh kiến là làm sao đề cao cảnh giác, đừng làm cho mình phiền não mà cũng đừng làm cho người khác phiền muộn, là có chánh kiến. Như vậy á, trong một cái ngày tu như thế này thì các Phật tử phải đưa nêu cao cái chánh kiến lên nhiều hơn những cái ngày bình thường. Tại một ngày đó chúng ta tu mà. Nó thành ra thường thường là sư dạy Phật tử cũng vậy. Trong ngày hôm nay là chúng ta phải trân trọng một ngày tu này để chúng ta niệm Phật, niệm pháp. Đó. Khi mà chúng ta tụng kinh là chúng ta đang nhớ pháp, niệm pháp. Mà trước khi niệm Phật á, là chúng ta đang nhớ Phật, niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật không phải đợi lúc có giờ có khắc mà chúng ta niệm, mà đối với người tu là chúng ta phải tu một cái xuyên suốt. Một cái xuyên suốt. Không phải rằng á, là tụng kinh, xin lỗi, không phải niệm Phật á, là phải lên chánh điện mới niệm. Không phải là trong hội chúng mới niệm, mà chúng ta sẽ niệm trong mọi lúc mọi nơi. Vì sao? Vì cái câu Phật hiệu đối với một người tu tịnh độ, hay nói một người tu thực sự giải thoát á, thì không phải đợi đến lúc lên chánh điện hay đúng chỗ mới niệm,
mà trong giờ phút nào chúng ta cũng có thể là hành trì câu Phật hiệu được. Tại vì sao? Vì câu Phật hiệu ở đây không phải là một cái danh hiệu Phật để chúng ta niệm cầu khẩn gian sinh được một cái gì trong cuộc đời này, mà chúng ta nên hiểu rằng câu Phật hiệu này đó là một pháp môn tu để chúng ta đoạn trừ được phiền não sanh tử và chúng ta bước lên con đường giải thoát khổ đau. Anh nhớ chỗ này. Như vậy là khi các Phật tử đang niệm Phật là chúng ta đang tu. Tu để loại trừ phiền não, loại trừ tham sân si, loại trừ vô minh, loại trừ tất cả những sự ràng buộc trong cuộc đời, và thậm chí chúng ta loại trừ tất cả những khổ đau và loại trừ cả luôn cả con đường sanh tử. Như vậy là câu Phật hiệu quá là ư là cần thiết, cấp bách chúng ta hành trì. Như vậy thì có thể định nghĩa rằng khi Phật tử nào đang niệm Phật thì Phật tử đó có chánh kiến. Và khi Phật tử nào đang niệm Phật như vậy thì các Phật tử đang hành trì pháp môn tu một cách ráo riết. Khi niệm Phật là chúng ta đang tu, khi tu là chúng ta đang niệm Phật. Cái người tu thời nay chúng ta buông câu Phật hiệu ra là chúng ta sẽ làm sao? Mất chánh niệm liền, phải không? Nhờ có danh hiệu Phật là một cái đề mục, là một cái chỗ là trú tâm cho chúng ta, để chúng ta A Di Đà Phật, để rồi chúng ta có giác ngộ ở trong đó, chúng ta có chánh kiến trong đó, chúng ta có chánh niệm ở trong đó, rồi chúng ta có phần giác ngộ ở trong đó. Nếu mà ta buông câu Phật hiệu ra, ta mê mờ liền, buông câu Phật hiệu ra mê liền. Đó. Như vậy thì đối với một người tu phải lấy câu A Di Đà Phật này làm gì? Làm cái mục tiêu để mà giải thoát, mục tiêu để mà tháo gỡ tất cả những phiền não. Như vậy thì chúng ta không trân trọng từng giờ, từng phút, từng giây để mà chúng ta hành trì cái câu Phật hiệu để niệm Phật á, thì chúng ta bỏ lơi ra thì nó uổng quá uổng. Thành ra như vậy là cái tu ở đây là không phải đợi trong đạo tràng chúng ta mới tu, bước ra khỏi nơi đạo tràng chúng ta vẫn A Di Đà Phật là chúng ta vẫn tu. Có nghĩa là tu trong mọi lúc mọi nơi và niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi, như vậy là chúng ta đang tu đó, không có gì lạ hết. Thành ra như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái chánh kiến là nơi nào mà chúng ta đối với mọi sự mọi vật mà chúng ta có thể loại trừ được cái sự dính mắc, cái sự khổ đau, để rồi chúng ta an ổn để mà giải thoát, tức là chúng ta có chánh kiến. Như vậy là chánh kiến được là được gì? Chánh kiến được thể hiện qua bằng câu A Di Đà Phật. À, nói gì là dễ rõ hết, phải không? Như vậy là đối với một người tu mà thường xuyên chúng ta là niệm Phật á, thì như vậy là chánh kiến được thể hiện qua câu Phật hiệu. Như vậy là khi nào có niệm Phật, có danh hiệu Phật trong đó là chúng ta có chánh kiến. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chẳng những á, câu A Di Đà Phật có chánh kiến mà luôn cả có chánh niệm ở trong đó luôn rồi. Đó là nhớ rồi đó. Nó liên tục có thể là xuyên suốt trong bát chánh đạo luôn không chừng. Anh nhớ chỗ này. Thành ra như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu Phật hiệu hết sức là quan trọng đối với người tu của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta niệm Phật để đối phó một sự việc nào trong cuộc sống này. Đừng nghĩ rằng niệm Phật là vì cái nghịch duyên đó với mình nhiều quá, niệm Phật. Hoặc là mình làm ăn thua thiệt thất bại phải niệm Phật. Hoặc là đang cầu một nguyện một cái gì đấy chúng ta niệm Phật. Như vậy thì ta niệm Phật để đối phó với cuộc đời này hay sao? Với cuộc sống này hay sao? Nên nhớ rằng quý Phật tử đừng có quan niệm rằng niệm Phật để đối phó những sự việc lặt vặt đó. Những sự việc đó chưa phải là quan trọng. Những khổ vui, thương ghét, dinh nhục trong cuộc đời, đó là những cái cặp phạm trù thăng trầm đối đãi mà chúng ta gặp hàng ngày. Nhưng mà cái cặp phạm trù quan trọng nhất đó là khổ đau và sanh tử. Đó là cặp phạm trù quan trọng nhất. Thành ra như vậy là ta niệm Phật không phải để mà cầu những cái chuyện, để đối phó những chuyện là vui buồn, thương ghét, khen chê, dinh nhục, thăng trầm, mà chúng ta phải đối phó, niệm Phật để đối phó với cái sanh cái tử của chúng ta sau này nữa kìa. Đối phó với cái khổ đau trong hiện tại mà đối phó với cái sanh tử trong mai sau nữa. Niệm Phật để vãng sanh thì đối phó với sanh tử chứ làm sao. Niệm Phật để mà tâm được an lạc, đối phó với sự khổ đau. Khổ đau từ nơi, khổ từ nơi đâu có? Khổ từ nơi vọng niệm mà có. Khổ từ nơi không có chánh kiến mà có. Khổ từ nơi vọng niệm mà có. Mà khi chúng ta có niệm Phật thì vắng mặt sự khổ đau.
khi A Di Đà Phật làm gì có phiền não trong đó, phải không? Khi A Di Đà Phật làm gì có tham sân si ở trong đó. Sở dĩ mà khi mà có tham sân si có phiền não là vắng mặt câu Phật hiệu rồi, phải không? Vắng câu Phật hiệu, thành ra vọng niệm nó mới khởi lên chuyện thương, chuyện ghét, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện này, chuyện nọ. Nhưng mà khi chúng ta liên tục A Di Đà Phật thì vắng mặt của vọng niệm. Vắng mặt của vọng niệm đồng nghĩa với vắng mặt của sự khổ đau. Như vậy là tu là ngay cái chỗ đó đó. Thành ra quý Phật tử hiểu được rồi, chúng ta mới siêng niệm Phật, mới thấy rằng phải nói câu Phật hiệu quý giá vô cùng, quý giá hết sức quý giá, mà chúng ta cần phải hành trì một cách xuyên suốt. Chúng ta hành trì mà chúng ta chẳng có phải tốn một cái gì ở trong đó hết trơn, phải không? Nó được hành